về tại xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để tiến hành chia sẻ với các bạn một hệ mái được chúng tôi tiến hành thi công trọn gói cho gia đình anh Phạm Văn Khải. Và chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình anh là một cái hệ mái Nhật. Đây là hệ cầu phong lito chống sàn các bạn nhé. Và để lợp cái ngói này chuẩn xác nhất và đạt yếu tố thẩm mỹ cao nhất thì các bác thợ bên chúng tôi sẽ tiến hành là băng một cái sợi dây ở cái phần rìa mái ngoài này. Và cái phần rìa mái ngoài này thì chúng tôi sẽ xác định là cái độ bay của viên ngói ra là bao nhiêu cm để chúng tôi có thể là căng cái sợi dây ở đấy. Và cái sợi dây này là cái sợi dây để làm chuẩn cho toàn bộ cái phần lợp mái các bạn nhé. Và lợp ngói thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở khu vực đầu kia, chúng ta sẽ lợp dần từ phía là dưới này, sau đó chúng ta sẽ đẩy dần lên ở phía bên trên. Và toàn bộ cái phần trên nó thừa thiếu bao nhiêu thì chúng ta sẽ đẩy vào ở trong khu vực là ngói úp nóc các bạn nhé. Và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ cái phần hệ mái ở phía bên kia chúng tôi lợp, để các bạn có thể là nhìn thấy được cái tiêu chí thẩm mỹ mà chúng tôi và cái tiêu chí kỹ thuật mà chúng tôi đang tiến hành lợp cho gia đình anh Khải.